Hôm trước chúng ta đang học thi quả khứ đơn. Về cách sử dụng, cô đã dạy cho các bạn. Mời một bạn nhắc lại cho cô, thi quả khứ đơn dùng để làm gì? Ai biết giơ tay lên nào. Hãy nêu cách sử dụng của thi quả khứ đơn. Mời bạn Bảo Lâm nào. Có là thi quá khứ đơn dùng để nói những chuyện xảy ra trong quá khứ và không liên hệ đến hiện tại. Em cứ nói theo cái ý của em thì như cô đọc thuộc cái cô dạy em. Cô học thuộc cái cô dạy em cùng nói nữa. Mời bạn Hiếu Mạnh nào. Em có thi quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Đúng rồi, phải nói như vậy nó mới chắc chắn lắm nè. Những cái hành động nào đã xảy ra nhưng mà phải đã chậm dứt. Chậm dứt được khi nào? Thời điểm xác định trong quá khứ. Chứ này đã xảy ra không liên hệ với hiện tại là gì? Phải có một cái thời điểm xác định. Chứ còn sau này chúng ta học một cái thi khác á, nó cũng có hành động đã xảy ra, cũng đã có hành động chấm dứt trong quá khứ, nhưng nó không phải thi quá khứ đơn. Quá khứ đơn phải đảm bảo ba yếu tố: một là đã xảy ra, hai là đã kết thúc, ba là phải có thời điểm xác định trong quá khứ mới được. Nên phải đọc cho nó đầy đủ, cho chắc chắn cái định nghĩa của cô. Nên nhắc lại này, thi quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Có lấy ví dụ, yesterday we played soccer. Hôm qua chúng tôi đã bóng. Vậy thì hành động của cái câu này là đã bóng. Đã khi nào? Đã hôm qua. Kết thúc chưa? Kết thúc rồi. Kết thúc vào thời điểm nào? Thời điểm hôm qua. Đó. Cô đến thăm Trung Quốc năm 2007. Vậy cái hành động đóng câu này là đến thăm Trung Quốc. Xảy ra rồi, kết thúc rồi và thời điểm xác định là 2007. Chứ giả vì dù có nói là cô đã từng đến thăm Trung Quốc thì cái hành động đến thăm Trung Quốc đó cũng đã xảy ra rồi, kết thúc rồi, nhưng mà không gọi là gì cả. Thì người ta cũng không dùng thi quả khứ đơn các bạn ạ. Đó. Nên là khi chúng ta nói về định nghĩa là nói cho nó chặt chẽ. Nói cho chặt chẽ. Chứ không thể là nói theo cảm tính. Không thể nói theo cảm tính được. Vậy cái thời điểm xác định đó là những thời điểm nào? Ai biết giơ tay lên. Tức là nhận biết đấy. Hãy nếu nhận biết của thi quả khứ đơn. Hãy nếu nhận biết thi quả khứ đơn. Mời bạn Nguyễn Huyền. Em được cố là yesterday, last night, last week, last month, last year, ago, in, cùng thời gian quá khứ. Ừ. Hết chứ? Rồi đúng không? Vậy cái nhận biết cái thời điểm xác định đóng quá khứ đó thì bao gồm cả thời điểm yesterday, ngày hôm qua, last week, tuần trước. Rồi ngoài ta, ta có thể dùng last month, tháng trước, last year, năm trước, last summer, mùa hè trước. Cứ có last cộng danh từ chỉ thời gian là được. Rồi ago nghĩa là cách đây. Cách đây một tiếng, cách đây hai tiếng là two hours ago. Cách đây 15 phút là 15 minutes ago. Cách đây 5 ngày là 5 days ago. Cách đây 6 tuần là 6 weeks ago. Cách ấy 7 năm là 7 years ago. Và ở gấu khi nào nó cũng đựng sáu khoảng thời gian, đựng cuối cùng của gấu. Rồi in cộng thời gian trong quá khứ. Ví dụ như năm nay là 2023 thì những năm trước đó ta gọi là thời gian quá khứ. Ví dụ in 2000. Đó là những nhận biết của thi quá khứ đơn. Còn về cấu trúc, hôm trước chúng ta đang học giờ ở cấu trúc thể khẳng định. Mời một bạn nhắc lại cho cô, thể khẳng định của thi quả khứ đơn có công thức như thế nào? Mời bạn Khánh Chi nào. Em được có là công thức của thi quả khứ đơn là chủ thể khẳng định. Thể khẳng định là chủ ngữ cộng với với gì nữa? Quên mất rồi. Ừ, mày đi. Mày chứ?
Về gì? Về. À, về bé. Bé này là past, past là quá khứ nhá. Yeah. Vậy cái thi quá khứ đơn thể khẳng định có công thức là chủ ngữ cộng VP. Vậy VP này là gì? P này là viết tắt của từ past, past quá khứ nhá, chủ ngữ cộng động từ quá khứ. Mời một bạn nhắc lại cho cô, VP được thành lập theo mấy cách, đó là gì? VP được thành lập theo mấy cách, đó là gì? Mời bạn Mạnh nữa. Em có đó là VP được thành lập theo hai cách, đó là bất quy tắc và có quy tắc. Ừ, có quy tắc và bất quy tắc. Có quy tắc thì làm gì em? Có quy tắc thì thêm ED. À, có quy tắc chúng ta thêm ED. Bất quy tắc thì làm gì? Thì đó là cột hai và đầu tư bất quy tắc. À, đúng rồi. Nhớ nè. Khi chuyển động từ sang VP thì chúng ta thành lập theo hai cách. Cách thứ nhất đó là có quy tắc. Nếu động từ có quy tắc, ta cộng ED sau động từ. Nếu động từ bất quy tắc, ta nhìn vào cột 2 của bảng động từ bất quy tắc. Và trong tiếng Anh, bảng động từ bất quy tắc có 360 động từ. Từ nay cho đến khi chúng ta thi đại học thì các bạn cố gắng thuộc cho hết 360. Nhưng đối với chương trình cấp 2, cô chỉ yêu cầu các bạn học thuộc cho cô 60 động từ bất quy tắc cơ bản. Vậy ta đi vào cái phần thứ nhất. Cô nhắc lại phần thứ nhất, đó là trường hợp có quy tắc. Khi có quy tắc, ta phải cộng ED sau động từ. Và có mấy quy tắc? Thêm ED cả lớp. Có 4 quy tắc. À, 4 quy tắc. Vậy mời một bạn hãy nhìn vào ví dụ trong bảng, nói nêu cho cô 4 cái quy tắc thêm ED sau động từ nào. Dựa vào ví dụ trong bảng và dựa vào cái lời cái buổi học của chúng ta hôm trước, nêu cho cô 4 cái quy tắc thêm ED. Nào, ai biết chúng ta giơ tay. Mời bạn Hoàng Tùng nào. Em thì có là quy tắc thứ nhất là thông thường ta thêm ED. Rồi. Đấy. Còn thứ hai là của động từ là động từ. É là chỉ cần thêm đế. Quy tắc thứ ba. Quy tắc ba là từ có một âm tiết mà cuối tận cùng là có phụ âm, trước là có một nguyên âm là ta gấp đôi. Âm cuối đó thành é đấy. Rồi con thứ hai là cuối có y dài mà trước y dài là có phụ âm là ta thể ta chuyển y dài thành y ngắn nó thêm e đấy. À thêm e này đi, đúng, xứng đáng là xuất sắc đặc biệt để cô đưa vào khen thưởng đấy. Cái ví dụ mà bạn nhớ rất là tốt, đặc biệt quy tắc 1, quy tắc 2 thì dễ rồi, à biết rồi. Nhưng mà đặc biệt để nói được quy tắc 3 và nói được quy tắc 4 không phải là dễ, đặc biệt quy tắc 3. Quy tắc 3 bao nhiêu bạn sẽ không nói được đâu. Để gấp đôi được á, nó phải có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, cái từ đó phải một âm tiết, tức là đọc lên một tiếng stop. Nghe? Điều kiện thứ hai là tần cung phải có một phụ âm. Và điều kiện thứ ba là trước một phụ âm nó phải chỉ có một nguyên âm thì ta mới gấp đôi được. Chứ không là các bạn gấp đôi lung tung liền. Đúng không? Nên cái quy tắc thứ ba là quy tắc rất là khó. Chúng ta phải tư duy được thì mới nói được. Nên là bạn Hoàng Tùng rất là nhớ. Và kể cả quy tắc 4, nếu mà không là dỡ là chỉ nói là tần cung y dài thôi. Mà tần cung y dài thì phải có một cái điều kiện là trước đó phù hợp. Chứ trước đó nguyên ấm như tư lấy này thì cũng được đấy. Trước đó phải là phù hợp thì chuyển y dài thay y ngắn rồi thế mày đi. Nên là câu trả lời của Hoàng Tùng rất là xuất sắc. Nên cả lớp chúng ta nhớ bốn quy tắc thêm ED sau động từ. Còn trường hợp bất quy tắc thì chúng ta phải nhìn cột 2
và cột 2 như sau. Trong cái bảng động từ bất quy tắc á, thì chúng ta có cái đoạn thử từ này ta không tính này. Cái cột thứ nhất là vế nguyên thể. Vế này là vế cho sẵn luôn ở dạng nguyên của nó, nguyên gốc đầu tiên của động từ. Vế cột 2 là vế ở thi quá khứ đơn ta nói đấy các bạn này, gọi là VP. Và vế của cột 3 này là VP2, ta ghi bây giờ nhưng mà là để dùng về sau, còn bây giờ chưa dùng đấy. Và cái cột tiếp theo nữa là nghĩa của nó. À, về nhà một số bạn cũng đã chép, đã chụp gửi cho cô. Và cái người đầu tiên chép và chụp gửi cho cô chính là bạn Hoàng Tùng. Chữ rất đẹp, viết rất rõ ràng, gửi rất sợ. Cái ý thức học như thế thì không muốn giỏi cũng không thể không giỏi được. Đó. Trước như hết là phải cái ý thức cái đó. Nhưng ở đội nhiều bạn là vẫn chưa chụp, chưa gửi. Một số bạn trong đội tuyển thì cô cũng nói tụi này phải làm. Nhưng mà vì trong đội tuyển học sinh giỏi thì bữa dư đứng bần nhiều việc, nhưng mà phải làm. Vì cái này trực tiếp phục vụ cho cái học sinh giỏi của chúng ta. Nên tỷ nửa học xong một cái thì tất cả bạn, đặc biệt là học sinh giỏi, phải hoàn thành xong đêm trong đêm đi cho cô. Còn bây giờ ta chưa chẹp, ta nhìn đến nay nghe cô đọc, đọc theo để chúng ta về biết cách đọc mà học thuộc nó. Rồi mời cả lớp đọc theo cô. Be was been, be were been, become became become, become became become, begin began begun. Mời cả lớp bật camera lên, tất cả bật camera lên để cô quan sát khẩu hình của các bạn. À, tất cả bật cam lên. Yeah. Bật cam lên nào. Ai không bật là cô kích ra khỏi phòng. Tất cả bật cam lên. Được chưa? Rồi. Và cô sẽ quan sát khẩu hình của các bạn để xem các bạn đọc như thế nào. Đọc to lên. Đọc sảng khoái lên. Đọc tiếng Anh nó có lời của bạn. Đọc to nó nhiều cái lời. Lời thứ nhất. Đóng cái miệng của chúng ta khi ăn uống vào á, vi khuẩn rất là nhiều đóng á. Đọc to nó bật hơi ra là bòn vi khuẩn máy ra hết. Đấy. Thế là sạch miệng. Nhá, thơm miệng, sạch miệng. Cái thứ hai khi đọc. Nghe không?
Rồi các bạn chưa có một tí nó màng vừa nó đẩy cô ra ngoài các bạn. Cả lớp thì đang ở trong đúng không? Màng của cô là đăng ký trực tuyến đến nên là dù cô bị áo thì các bạn vẫn cứ ngồi trong chơi cô được. Đó. Tiếp tục. Cô đâu rồi? Cô đây rồi. Ok, now read, continue. Cái này nói bà hai lời ích rồi đúng không? Thứ hai là làm cho trẻ mài không ra nên phải đọc cho to. À, thứ ba nữa đọc to rồi thì nhớ được rất lâu. Nha. Now read again. Be was been, be were been, become became become. Huyên đang ngồi im nữa. Mình đang ngồi im nữa. Có lẽ bị lạc à? Em đọc một câu. À rồi con này bên cô màng bị lạc cũng thấy được. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Bring, brought, brought. Các bạn có thấy tiếng cô bị lạc không? Màng bị lạc không? Em không. À, không. Có ai không? Không quá. À không, ổn đi. Rồi, đọc tiếp. Build, build, build. Build, build, build. Burn, burnt, burnt. Burn, burnt, burnt. Buy, bought, bought. Buy, bought, bought. Cat, caught, caught. Bạn nào đó tắt mic đi. Cat, caught, caught. Cái bàn mồm mới chưa tắt mic đâu, tắt mic đi. Choo chow chosen, choo chow chosen, choo chow chosen. Cat caught caught, cat caught caught. Buy bought bought, burn burnt burnt. Build built built, bring brought brought, bring brought brought. Break broke broken, break broke broken. Begin began begun, begin began begun. Become became become, become became become. Be was been, be were been. Become became become, begin began begun. Break broke broken, bring brought brought. Built built built, burn burnt burnt. Buy bought bought, cat caught caught. Choo chow chosen. Now you read continue. Come came come, come came come. Cost cost caught, caught caught caught. Cut cut cut, cut cut cut. Đã liệt tráng cả phía bên nghĩa nữa để đọc cực nghĩa của nó để mới nhớ luôn nhá. Do did done, do did done. The ring the rang the rank, the ring the rank the rank. The drive the road the driven, the ride the road the driven, the ride the road the driven. The raw the rule the run, the raw the rule the run. Eat ate eaten, eat ate eaten. Feel felt felt, feel felt felt. Find found found, find found found. Find found found. Feel felt felt. Eat ate eaten, eat ate eaten. Draw drew drawn, draw drew drawn. Drive drove driven, drive drove driven. Drink the rank the rank, the drink the rank the rank. Do did done, do did done. Cut cut cut, cost cost
cost, 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 cost. Come, came, come. Come, came, come. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Do, did, done. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Draw, drew, drawn. Eat, ate, eaten. Feel, fell, felt. Feel, fell, felt. Find, found, found. Now continue. Fly, flew, flown. Fly, flew, flown. Get, got, got. Get, got, got. Give, gay, given. Give, gay, given. Go, when, gone. Go, when, gone. Grow, grew, grown. Grow, grew, grown. Have, had, had. Have, had, had. Hear, hurt, hurt. Hear, hurt, hurt. Hold, held, held. Hold, held, held. Hurt, hurt, hurt. Hurt, hurt, hurt. Keep, kept, kept. Keep, kept, kept. Keep, kept, kept. Keep, kept, kept. Hurt, hurt, hurt. Hold, held, held. Hold, held, held. Hear, hurt, hurt. Have, had, had. Have, had, had. Grow, grew, grown. Grow, grew, grown. Go, went, gone. Go, went, gone. Give, gave, given. Give, gave, given. Get, got, got. Fly, flew, flown. Fly, flew, flown. Find, found, found. Find, found, found. Fly, flew, flown. Get, got, got. Give, gave, given. Go, when, gone. Grow, grew, grown. Have, had, had. Hear, hurt, hurt. Hold, held, held. Hurt, hurt, hurt. Keep, kept, kept. Now continue. No, new, known. Cái từ này nhiều bạn đọc sai. Cứ đọc cơn nấu là sai nhá. Đấy âm cấp. Cá bị âm cấp. Nên không đọc cá vào. No, new, known. No, new, known. Lose, lost, lost. Lose, lost, lost. Live, left, left. Live, left, left. Let, let, let. Let, let, let. Mean, meant, meant. Mean, meant, meant. Make, meet, meet. Make, meet, meet. Meet, met, met. Meet, met, met. Put, put, put. Read, read, read. Riêng cái từ read. Nhìn cả ba cái code của nó thì Việt rộng nhau, nhưng đọc lại khác. Read, read, read. Read, read, read. Run, ran, run. Run, ran, run. Read, read, read. Read, read, read. Put, put, put. Meet, met, met. Make, meet, meet. Make, meet, meet. Mint, meant, meant. Mean, meant, meant. Let, let, let. Live, let, let. Lose, lost, lost. No, new, known. Now again. No, new, known. No, new, known. Lose, lost, lost. Lose, lost, lost. Live, let, left. Let, let, let. Mean, meant, meant. Make, meet, meet. Make, meet, meet. Meet, met, met. Meet, met, met. Put, put, put. Put, put, put. Read, read, read. Read, read, read. Run, ran, run. Nó có bị nhiễu hay bị giật chim các bạn? Không quá. Bình thường quá. Theo bình thường quá. Rồi, theo kịp đúng không? Bình thường quá. Ok. Nào, con đi đi. Say, sad, sad. Say, sad, sad. See, saw, seen. See, saw, seen. Sell, sold, sold. Sell, sold, sold. Sent, sent, sent. Sent, sent, sent. Sing, sang, sang. Sing, sang, sang. Sit, sat, sat. Sit, chat, chat. Sleep, slept, slept. Sleep,
slept, spoken, spent, stand, stood. Now again, stood, spent, spoken, slept, sit, chat, sing, sang, sent, sold, see, saw, seen, say, sat, chat. Now again, say, sat, chat, see, saw, seen, sold, sent, sing, sang, sung, sing, sang, sung, sit, chat, chat. Sit, chat, chat. Slept. Speak, spoken. Spent. Stand, stood. Now continue. Swim, swam, swum. Take, took, taken. Ticked, thought. Held, told. Think, thought. Throw, thrown. Throw, thrown. Understand, understood. Understand, understood. Where, gone. Where, gone. Win, gone. Write, wrote, written. Now read again. Write, wrote, written. Win, gone. Where, gone. Understand, understood. Understand, understood. Throw, thrown. Think, thought. Told. Tick, thought. Tick, thought. Take, took, taken. Swim, swam, swum. Swim, swam, swum. Now again. Swim, swam, swum. Swim, swam, swum. Take, took, taken. Take, took, taken. Tick, thought. Tick, thought. Tell, told. Tell, told. Think, thought. Think, thought. Throw, thrown. Throw, thrown. Understand, understood. Understand, understood. Where, gone. Where, gone. Win, gone. Win, gone. Right, wrote, written. Now you look at the mirror and look at your face. You will see that your face is nice. Who can translate into Vietnamese? Bên cô hiểu cô nói chiếu. Look at the mirror. Bên translate into Vietnamese. Look at the mirror. Kiện Văn, can you translate into Vietnamese? I don't know. You don't know? Mirror. Ai hiểu từ mirror là gì à? Mirror là gương. Look at the mirror. You will see the face is nicer. Your face is nicer. More beautiful. More handsome. Đúng rồi. Đọc 6664. Mẫu được lưu thông. Nhìn mặt đứa còn đẹp hơn cả. Thử nhìn vào gương mà xem. Đúng không? Rồi. Dư yes. Bắt đầu tiếp tục này. Thả miệng ra. Thở một hơi. Ra lấy tay. Hít lại.
Đưa tay ra miệng này, miệng này thử này. Rồi hít vào. Thở không? Thở thở đúng không? Đừng có nói là thử lớn nhá, thở hơn. Vi khuẩn chủ nó bay ra cả rồi. Đấy. Lợi ích của đọc to phải đọc nhiều đấy. Có thấy mỏi mồm không? Dạ. Yeah. Có. Có. Ai mà chưa thấy mỏi mồm là chưa có tác dụng. Thấy mỏi mồm rồi thì mới động mới có tác dụng. Rồi bây giờ đọc tiếp nhá. Đọc lại từ 60 đến 1 này. Right road written, wind gone gone. Tắt ai đó tắt mic đi. Wind gone gone, where gone gone. Understand, understood, understood. Throw, throw, thrown. Think, thought, thought. Tell, told, told. Tick, tock, tock. Take, took, taken. Swim, swam, swam. Stand, stood, stood. Spent, spent, spent. Speak, spoke, spoken. Sleep, slept, slept. Sit, chat, chat. Sing, sang, sung. Send, sent, sent. Sow, sow, sowed. See, saw, seen. Say, sad, chat. Say, sad, chat. Run, ran, run. Run, ran, run. Read, read, read. Quá rồi, chưa tắt mic này. Put, put, put. Meet, met, met. Make, make, make. Mean, man, meant. Let, let, let. Live, left, left. Lose, lots, lots. No, new, known. Keep, kept, kept. Hurt, hurt, hurt. Hold, held, held. Hear, hurt, hurt. Have, had, had. Grow, grew, grown. Go, went, gone. Give, gay, given. Get, got, got. For life, for love, for loan. Find, found, found. Chosen. Chosen. Cat, caught, caught. Buy, bought, bought. Burn, burnt, burnt. Build, built, built. Bring, brought, brought. Break, broke, broken. Begin, began, begun. Become, became, become. Be, was, been. Be, were, been. Rồi, bây giờ đọc lần cuối. Đọc từ 1 đến 60. Thế mỏi mồm đây thầy. Càng mỏi càng tốt nhé. Be, was, been. Be, were, been. Become, became, become. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Built, built, built. Burn, burnt, burnt. Buy, bought, bought. Cat, caught, caught. Choose, chosen. Come, came, come. Caught, caught, caught. Cut, cut, cut. Do, did, done. The ring, the rang, the rank. The ride, the road, the riven. The raw, the rude, the run. Eat, ate, eaten. Feel, felt, felt. Khi chúng ta thuộc rồi, chúng ta đẩy nhánh. Nhánh như là đọc rạp ấy. À, cái bài này có rạp các bạn ạ. Bài này có một cái bài rạp. Hôm sau cô sẽ cho các bạn xem. Chủ nhật nhá, chiều chủ nhật. Lên đến kia chúng ta xem trực tiếp ở TV luôn cho nó rò vậy là nó vui. Chúng ta sẽ nghe thầy đọc rạp, đọc các động từ bật quy tắc, nên ta đọc thành cho nhánh nó thành rạp thôi. Bữa sáu hoàn mà thuộc mà đá trở mà đọc mà vừa mùa cúa chấn mùa tay đọc thật nhánh nữa là thành cái kiểu các bạn hát rạp rồi. The ride, the road, the ribbon. Bảo Lâm nghe kiểu hứng thú rồi, hôm sau cho Lâm đọc rạp bài đấy nhá. Em thầy cố đồng dùng rạp không? À, thầy cố đồng dùng rạp. Hôm sau thầy kia đọc con rạp hơn nhiều nữa. Rồi, đọc tiếp. The raw, the rude, the run. Eat, ate, eaten. Feel, felt, felt. Find, found, found. Fly, flew, flown. Fly, flew, flown. Get, got, got. Give, gave, given. Go, went, gone. Grow, grew, grown. Have, had, had. Hear, hurt, hurt. Hold, held, held. Hurt, hurt, hurt. Keep, kept, kept. Know, knew, known. Lose, lost, lost. Live, left, left. Let, let, let. Mean, man, meant. Make, meet, meet. Meet, met, met. Put, put, put. Read, read, read. Run, ran, run. Say, said, said.
xí xó xìn, sáu sầu sầu, sent sent sent, xinh sang sang, sit chat chat, sleep slap slap, speak spoke spoken, spent spent spent, spent stood stood, swim swam swam, take took taken, tick tock tock, tell told told, ting tock tock, throw thrown throw thrown thrown, understand understood understood, where gone gone, when gone gone, right root written. Vậy bây giờ cô sẽ trao một giải thưởng cho các bạn về nhà. Bài này sẽ giao bài tập về nhà cho các bạn. Mỗi bạn sẽ đọc 60 từ này, quay thành video, gửi lên Zalo để cô điều chỉnh cách đọc. Bạn nào mà đọc đúng và rộng rãi nhất, phải rộng rãi nhá, đọc đúng rộng rãi nhất, nhanh và đúng tốt nhất, cô sẽ bình chọn bạn được đọc rạp tốt nhất, thường có qua đấy nhá. À, chỉ một bạn nhé, Binh chọn một bạn và bạn đó sẽ được post lên YouTube và lên để cả làng đọc theo để nghe, lên sạch với cái thầy thế nó luôn nhá. Nên về luyện hôm sau cô sẽ gửi cái video này để các bạn tham khảo cách đọc để đọc cho nó chuẩn, rồi là sau lại ta quay, cô sẽ cho các bạn cái video này, sẽ cho các bạn trong vòng một tuần mới gửi. Dạ, để chúng ta luyện cho nó tốt nhất. Rồi, vậy bây giờ mời cả lớp Hà tay xuống. Ai quyết tâm giật được cái phần thưởng này, giơ tay lên nào. Ai quyết tâm giật được cái phần thưởng này của cô, giơ tay lên cô xem nào. Có một bạn á, và hai bạn á, nhưng bạn khác không đủ tự tin à? Hả? Cả lớp mà được cái chắc kiện bắn về Hoàng Tông, lớp quyết tâm. Huyên đúng nhầm à? Hãy là Huyên nghỉ nó mới đọc được rạp. Em nhớ tay đó cô. Coi nhớ tay, có thể đấy có hai. À, rồi ba bạn. Ú, cá Xuân Huy. Rồi tuyệt vời. Hy vọng cá Xuân Huy để chiến thắng. Cáo Xuân Thúy mới chiến thắng có thể danh gấp đôi phần thưởng. Cáo Xuân Huy với Đinh Nhán đấy. Ờ, à, tạm bàn. Rồi, rất nhiều bàn nữa. Đọc rạp nó vui vẻ mà, đúng không? Khỏe người mà lại nó có phần thưởng nữa. Rồi, thì cô chúc có một bạn nào đó sẽ được vào cái suất quà của cô sắp tới, được lên YouTube, được lên Facebook của cô để mọi người chiếm ngưỡng cái dòng rạp của mình với là cái bài đọc đó, đúng không? Chờ giờ này tuần sau để tìm ra được rapper này, rapper. Ok, vậy sau buổi này thì các bạn bạn nào mà chưa ghi thì chúng ta phải xem lại cái ảnh hôm trước cô gửi rồi đấy, để chúng ta ghi chép vào, chụp sau khi ghi chép vào vở thì chụp gửi cho cô, chúng ta ghi vào một cái tờ giấy đẹp lên cô duyệt được rồi thì chúng ta về bọc túi bọc ở ngoài để chúng ta sử dụng lâu dài. Ta thấy các anh chị từ 7, 8, 9 ấy, thậm chí 10, 11, 12, tất cả học trò của cô, kể cả Linh Sơn, những ai là học trò của cô thì đều có những cái tờ như vậy cả, rất đặc biệt. Cứ nhìn cái tờ đó là ai biết, à đó là học trò cơ mơ đó. Luôn luôn có tờ công thức để chúng ta giữ lâu dài để học. Đến khi học đến 11, 12 thì chúng ta thuộc lòng luôn. Nha. Em quyết tâm, ok. Mạnh quyết tâm, ok. Nhất trí. Rồi, vậy chúng ta vừa đọc xong 60 động từ bất quy tắc. Ngày xưa khi cô vào lớp 10 bắt đầu mới tìm hiểu tiếng Anh, thì khi đến học thi quá khứ đớn á, thì thầy cố cũng dạy cái phần động từ bất quy tắc. Nhưng khi đó thầy nói này, trong vòng một tuần, thầy nói là trong vòng một tuần, các bạn thuộc cho thầy 360 động từ bất quy tắc. Chứ không phải 60 mới nhá. 360 động từ bất quy tắc, gấp 6 lần đi. Nhưng mà các bạn có biết không? Vì cô yêu thầy quá, thầy đẹp trai, cao to đẹp trai, rất là thích thân tượng thầy quá. Chứ không khi nữa chưa thân tượng tiếng Anh, không bao giờ biết chỉ tiếng Anh. Nhưng mà thấy thầy cáo to phong độ đẹp trai, mê thầy xong mới mê tiếng Anh. Rồi là nghe thầy nói 360 đồng tư một tuần, nhưng mà cô thức cả đêm. Một đêm có thuộc tệ 360 đồng tư. Từ đó đến giờ cô không cần nhìn cô không thuộc. Nhưng bây giờ cô chỉ yêu cầu các bạn thuộc cho cô 60 đồng tư bất quy tắc. Cô cũng giáo một tuần, mức có thể một tháng được. Thế có thử là đứa mô thuộc được nhanh nhất.
cô chỉ học, cô học 360 đồng tư chỉ một đếp. Mà bây giờ cô lịch giáo 60 đồng tư cho các bạn trong một tháng. Vừa thuộc đọc vừa thực việc. À, để xem bạn nào mà xong thì báo cáo cô sớm. Rồi. À. Con. Ừ, nói đi em. Và cái video 60 đồng tư này là gửi đi truyền hình hay cho chúng không? À, người chúng, người vào đến nhóm chúng đi. Nhá. Gửi chúng lên trên nhóm đi để cho cả lớp bình chọn chứ không chắc cố ấy thì lên nói cố thiên vị. Đúng không? Ta phải gửi chúng lên nhóm đi để mà cùng nhau xem. Rồi sau đó cố chọn thì cả ba mới nói à. Cố chọn đúng chứ không thì cố đi thấy đứa đi đẹp trai hoặc đứa đi đẹp gái là chọn nó thiên vị mất. Đúng không? Còn lên đó bình chọn chúng. Rồi sau đó cố làm trong tay, cố quyết sống cả thầy là à nói ừ đúng thừa nhận thì đó là chúng ta chọn chứ không không gửi riêng gì riêng. Rồi vậy là chúng ta đang ở cái phần cấu trúc đúng không, thể khẳng định, thể khẳng định này, và cố đã làm rõ cho các bạn VP được hình thành như thế nào đúng không. Bây giờ ta sáng thể phủ định luôn đi. Cho hệ thể đi sau rồi lấy ví dụ sau. Thể khẳng định của thi quá khứ đơn là chủ ngữ cộng VP. VP hình thành như thế nào thì đã làm rồi nè. Bây giờ sáng thể phủ định của thi quá khứ đơn. Thể phủ định của thi quá khứ đơn á là ta lấy chủ ngữ cộng trợ động từ đích. Ta thêm trợ động từ đích. Đích là quá khứ của do và does. Ở thi này đơn đúng không? Bây giờ đưa về quá khứ đơn thì ta chuyển đu đơ thành đứt. Mà đã mượn chờ động từ đứt rồi. À, để phủ định thì khi nào cũng có not. Đã mượn chờ động từ đứt rồi thì động từ đằng sau luôn ở dạng nguyên thể. Nó không còn chia VP như khẳng định nữa. Nên sáng phủ định rất là dễ. Phủ định chỉ việc thêm đứt thêm not động từ nguyên thể là được. À, chủ ngữ cộng động từ nguyên thể. À, cộng đứt cộng not cộng động từ nguyên thể. Vậy từ đó ta hình thành thể nghi vấn. Bạn nào hình thành được nó? Ai hình thành được thể nghi vấn đó? Tức là câu hỏi chất đông. Nào, cả lớp pha tay xuống, ai biết thì giơ tay lên. Mời bạn Huệ đó. Biết đúng em? Không biết à? Rồi, mời bạn Phương Thảo đó. Em có là đứt công chủ ngữ công đồng tư nguyên thể. À, đúng rồi. Bởi vì ta đã mượn được trước đứt rồi thì bây giờ sáng thể nghi vấn thì ta đưa đứt đến trước chủ ngữ thôi. Nên sẽ có là đứt cộng chủ ngữ cộng đồng từ nguyên thể cộng chậm chậm chậm. Và câu này là câu hỏi chất nấu. Nếu có thì là yes, chủ ngữ cộng đứt. Nếu không thì là no, chủ ngữ cộng đứt. Tiến Văn có ý kiến chi đó em? Cô không mấy thay đỏ hay mé thay đỏ. Em thấy cô cứ nói em. Là đáng ngày Tiến Văn nói. Tiến Văn nói cho cô nghe không? Văn 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 đấy rồi có. Tiến Văn đi mua rồi. Tiến Văn là em không mé thay đỏ. Ừ. Em không mé thay đỏ. Ờ, em không mé thay đỏ. Biết thay đỏ thay mồm không mé. Tiến Văn đâu rồi? Bạn đấy khó à. Ôi mày em con hệt biến rồi, hệt biến sạc đi em. Ghi xong chưa? Ghi xong công thức chưa? Ai xong công thức rồi giơ tay lên. Kiện Văn đâu rồi? Không xuất hiện là cô cho nick ra ngoài. Vẫn đứng đó. Nên ừ, Kiền Văn nói ý em là đắng ý đắng đó, cô nó hiểu
Em Việt, em nhắn tin đấy là ý em là đó. Cô chưa hiểu. Nhưng cũng mà cô Mỹ cô học 360 đồng tư. Em không Mỹ em có học. Dạ. Chưa hiểu, cô chưa hiểu. Ý em nói rắn. Cô nói hiểu. Em không bế thấy đó nó rắn. Em thấy cô cứ nói em. Thôi mai giải thích sau cho cô nhá. Chứ nghe Kiền Văn nói cô thấy bồi rồi quá. Rồi vậy bây giờ cô sẽ lấy các cái ví dụ để minh họa các cái công thức chúng ta đã đưa ra. À đang còn một công thức nữa chúng ta cần phải nhớ, đó là câu hỏi có thông tin. Vậy từ ba công thức trên, bạn nào hình thành được công thức câu hỏi có thông tin nào? Giơ tay lên. Ai hình thành được công thức câu hỏi có thông tin? Mời bạn Cáo Thị Trang. Em đang đâu đấy? Em đâu? Nó đang đâu đấy? Rồi mời bạn Hiệu Mạnh. Hiệu Mạnh đâu? Em có đó là dùng từ để hỏi. Rồi. Rất cao quỹ đất. Ừ. Rất cộng với chủ ngữ. Cộng đồng tư. Đồng đồng tư với thầy. Được rồi, và câu trả lời là thầy. Đúng rồi, đúng luôn. Câu trả lời là gì? Câu trả lời là chủ ngữ. Ừ. Cộng. Cộng với đồng tư. Được. TP, đúng không? Tức là thầy khẳng định thôi. Cứ trả lời cho câu hỏi có thông tin. Ông làng lại bây giờ. Rồi nè, có vẻ lạc tiệm ra ngoài rồi đó nè. Rồi nè. Bài vo luôn. Cô ra khỏi phòng rồi. Có cái nít, có một cái nít. Cô đâu. Câu vô rồi. Cô ra tự. Cô có nội em có. Cô vào rồi. Cô vào rồi. Cô bay vào rồi. Được chưa? Chả tưởng có nội em tặng mấy. Cô đang nói một thắc mắc đục tật. Rồi. Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ minh họa cho bốn cái công thức chúng ta vừa hình thành để các bạn hiểu rõ cái cách để sử dụng cả công thức đó để viết thành câu sao cho nó đúng. Thứ nhất đó là ví dụ cho công thức thể khẳng định. Đúng không? Đối với thể khẳng định thì chủ ngữ cộng với VP. Thì bây giờ có lấy ví dụ như sau. Chúng tôi đã bóng hôm qua. Chúng tôi là gì cả lớp? We. À, we. Đã bóng là gì? Play football. Play football. Rồi, bây giờ có hỏi. Cái từ play này có hay bất? Có quy tắc hay bất quy tắc? Có. Ta nhìn vào sẵn. Muốn biết có hay bất nhá. Bây giờ cái mèo này. Muốn biết động từ đó có quy tắc hay bất quy tắc. Thì ta cứ nhìn vào 60 động từ. Nếu nó xuất hiện trong 60 động từ đó. Thì ta gọi là bất. Còn nếu không thấy trong cái bảng 60 động từ đó. Thì đó là động từ có. Mà. Ừ. Đó gọi là có quy tắc. Mà có quy tắc thì ta thêm gì? Có bài mau rồi. Có đi đẹp rồi.
Bơ học mang mang như có học tá học online có bảy màu. Có bảy đẹp rồi. Có bơ lỗ tay. Có cầu mà không? Cầu vô. Rồi cô. Bây giờ cô phải phải sử dụng đến cái màng của màng của 4G ghi màng của ghi tục chán quá. Rồi tiếp tục chúng ta phân tích ví dụ. Chúng tôi đã bỏng hôm qua. Vậy hôm qua thì tôi nhận biết là tôi đi yesterday. Yesterday. We played football yesterday. Chúng tôi đã bỏng hôm qua. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ nhất đúng không? Ta sang ví dụ thứ hai. Chúng tôi đi học cách đây tôi đi học cách đây 2 ngày. Tôi là gì? Tôi là ai? Ai? Đi học là gì? Rồi, từ từ dừng lại. Có từ từ. Mày có hỏi này, trong cái cụm từ này đâu là động từ? Gấu. 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 Gấu là động từ. Câu hỏi tiếp. Từ gấu này ta nhìn vào bảng động từ bất cứ tắc có không? Có. Có. Cột thái của nó. Rồi, cột thái của nó biến thành từ gì? Quen. Quen. Đấy gọi là động từ bất cứ tắc các bạn nhá. Còn đứa với quá khứ ta phải chia nè. Nên là gấu ta phải đứa thành quen. Chúng tôi đi học cách đây 2 ngày. 2 ngày là gì? 2 ngày là today ago. Today. Cách đây là ago. Yeah. Đó là hình thành được câu liên đơn giản đúng không? Chúng tôi đã đi học cách đây 2 ngày. I went to school 2 days ago. Đó. Tương tự như vậy, bạn cứ hình thành bất kỳ câu nào thể khẳng định. Áp dụng công thức đó là được. Nếu động từ có quy tắc, ta thêm ed vào, áp dụng bốn quy tắc thêm ed mà thêm. Nếu động từ đó xuất hiện trong bảng động từ bất quy tắc thì các bạn cứ nhìn vào cột thái và đưa về cột thái như thế là đúng. Chứ mà nói tôi đi học cách đây 2 ngày mà nói I go to school 2 days ago là sai không toán. Đúng, không thể đúng được. Đó. Bây giờ cô tiếp tục hình thành cho các bạn là lấy ví dụ minh họa cho các bạn về thi quả khứ đơn. Thể phủ định. Thể phủ định có công thức là chủ ngữ cộng với did cộng với not cộng với not cộng từ nguyên thể. Mà did not chúng ta mà nói tắt của nó là didn't. Yeah, didn't. Thể phủ định có công thức như thế này. Rồi bây giờ ta lấy ví dụ. Ví dụ như sau. Họ không xem tivi tối qua. Họ không xem tivi tối qua. Họ là gì? Đây. Đây ạ. À, họ là đây. Tối qua nó thì quá khứ đơn thôi nên là ta phải thêm chờ động từ gì? Didn't. Phủ định của nó sẽ là not, viết tắt là didn't. Didn't. Xem tivi là gì? Watch TV. Tối qua là gì? Last night. Yeah. Rồi bây giờ cô hỏi watch TV đâu là động từ? Watch. Được cô hỏi động từ ở đây có chia không? Không. Tại sao không? Tại sao không? Tại vì không cấu phủ định thì động từ phải luôn luôn ở dáng nguyên thể. Đấy là rất là dễ, đừng có vội, đừng có mà chia nè, đừng có chia ngớ ngẩn thêm đấy là gì nè, tuyệt đối không chia, phải đưa về dạng nguyên thể. They didn't watch TV last night. Nên là cái thi quả cứ đơn chỉ phức tạp có thể khẳng định, chẳng thể phủ định ý vẫn cứ áp dụng thực vào là hẳn đúng luôn. Nào, tướng tì cứ nói công thức nào, cấu nào cũng được. Chúng ta đều làm được. Nha. Bây giờ sáng cái thể thứ ba là thể nghi vấn. Thể nghi vấn hay câu hỏi yes no á thì có công thức là did cộng với chủ ngữ
đất còn chủ ngữ, còn đồng từ nguyên thể, còn chấm hỏi. Câu này nếu trả lời có sẽ là yes. Chủ ngữ còn với did. Nếu mà không á, thì là no, rồi chủ ngữ còn với didn't. Yeah. Đây là công thức thể nghi vấn hay là câu hỏi yes no. Bây giờ hỏi là tối qua họ có ngủ không? Tối qua họ có ngủ không? Không. Vậy đứa cái gì đầu tiên? Nó hỏi đây chứ. Did. Did. Rồi, họ là gì? Day. Day. Ở đây, đây gì nữa? Ngủ là gì? Sleep. Sleep. À, sleep. Sleep này nguyên thể chưa? Nguyên thể. Chế, nguyên thể. Nguyên thể. Ừ, nguyên thể chứ. Rồi, tối qua là gì? Last night. Không ăn được mưa đâu. Last night. Rồi, bây giờ mời Kiến Văn đọc to câu đi, cô nghe không? To lên. Because this she sleep last night. À, rồi bảo em đọc to tiếp. This day sleep last night. À, có hay không? This day sleep last night. Nghe mà nghe sang tiếng Việt là nghe hơi ẩu đó nha, nhưng mà nghe tiếng Anh các bạn nhá. Rồi. Trả lời có, họ ngủ thì nói nào. Yes, she did. Did they sleep last night? Yes, they did. Kiện văn nghi kiếm ôm đó. Không nghi lung tung nhá. Đọc đúng tiếng Anh, hiểu đúng tiếng Anh. Phước Thảo, Khạnh Chí cười kiểu nguy hiểm quá. Bắt đầu mình ngậm mà. Mời Phương Tảo đọc tỏ câu hỏi, Khánh Chí đọc câu trả lời, khỏi cười. Đọc nào. Em có đọc bài Did they sleep tonight? Yes, they did. Yes, they did nữa. Did. Yes, they did. Ok, nhớ câu này nhá. Khi nào học về thi quả khứ lớn thì nghĩ vẫn nhớ câu này, rất là hay. Đúng không? Kể cả ý nghĩa tiếng Anh, kể ý nghĩa tiếng Việt, rất là vui. Nên là bố mẹ mà nghe bên là nguy hiểm là cũng bị cố bay chi chi mà rơ rơ thật. Nhưng mà rõ ràng nghe tiếng Anh, cậu Thảo cười chi mà kiệt rẽ. Nên là mẹ không bày mồm, mày bố không bày mồm, nghe tiếng Anh luôn ạ. Đừng có bố mẹ đừng có hiểu vớ vẩn gì cả, đúng không? Rồi. Đó là thể nghi vấn. Bây giờ sáng ví dụ minh họa tiếp theo, đó là câu hỏi có thông tin, câu hỏi có từ để hỏi. Câu hỏi có từ để hỏi thì ta có WH cộng với did cộng với chủ ngữ cộng với động từ nguyên thể. Và câu trả lời chính là thể khẳng định, tức là chủ ngữ cộng với VP. Cộng chậm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ minh họa cho công thức cuối cùng. Tối qua bạn đi đâu? Tối qua bạn đi đâu? Vậy từ để hỏi là gì? Where. Oh, where. Where. Rồi, còn cái gì? You. Vậy trời nó tư được chứ? Did. Bạn là gì? You. Ý là gì? Go. Tối qua là gì? Last night. Where did you go last night? Last night. Đúng không? Trả lời. Tôi đi xem phim. I. Watch the film. Đi chiếu phim đi. I go to the cinema thì ai gì? I went to the cinema. I went to
cinema. I went to the cinema. Tôi đi để nói chuyện. Ở trong từ gấu phải nguyên thể vì có đứt đơn trước, nhưng ở lời là chủ ngữ phải còn PP, tức là lại phải đối với quá khứ. Và động từ gấu bất cứ tắc thì ta phải chỉnh cô thái của nó là went. Nha. Yeah. Là cái ví dụ mình của thể câu hỏi đầu tiên, mời tất cả ví dụ minh họa của bốn câu thực trên. Rồi ai ghi xong chúng ta giơ tay lên, mời cả lớp hai xuống. Năm bạn đã ghi xong, những bạn còn lại tập trung. Mười bốn bạn đã ghi nhưng bạn còn lại khẩn trương. Nhiệm vụ ở nhà của các bạn, thứ nhất chúng ta chép sáu động từ bất quy tắc vào vở, sau đó là chuyển lên giấy có thể A4 của chúng ta, viết thật đen phải, rồi là chụp để cô duyệt cái tờ giấy đó thì cho ta một tuần đi. Còn ở thì tối nay chúng ta viết, đây chúng ta viết chụp nở luôn. Thứ hai là chúng ta sẽ đọc cái bảng động từ bất quy tắc, quay gửi lên nhóm chung và sau một tuần cũng sẽ rồi. Trời, có bao rồi. À, sau một tuần thì cô sẽ chọn một video mà đọc tốt nhất, chuẩn nhất, đúng rạp nhất à, để trao phần thưởng. Có, cho em hỏi là có được lặp nhạc không có? Ủa, càng tốt, lặp nhạc nhưng mà phải rõ được tiếng đến là cái bài đọc của mình, chứ không phải để nhạc nó hát đấy nhá. Lặp nhạc quá mưa thì càng tốt. Dê là được kiểu nhất. Cô thường gì được cô? Thường chí thì cứ từ từ bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh để xem cái đồ hay của nó đấy chứ. Vật chất đó có ai? Đừng có tìm. Vật chất. Rồi nhất trị vật chất. Một vật về chất à? Rồi ok nhất trị. Biệt mố lên quá đó. Cái bài rạp nó lên nổi tiếng thế giới thì thú hụt về hàng triệu víu báo như vật chất nữa. Gọi là siêu YouTube đi, siêu rapper
tên nhơ cổ chứ đó con hãy thực mắt ơi các bạn ghi xong rồi mới lắm bàn nhưng bạn có lại khẩn trương thì sao nó có sẽ đi thi cháu cái con này thì nếu mà được nhảy thì từ tí mới đi học việc buổi đây kết thúc về nhà chúng ta nghiên cứu lại cái thi quá khứ đơn hôm sau chúng ta sẽ làm bài tập luyện tập cái phần này là chúng ta sẽ luyện tập ở đằng sau còn buổi sáu nữa thì để cho giúp các bạn học sinh giỏi có nhánh kiến thức lý thuyết để đảm bảo làm cái phần bài tập nữa thì cố sẽ dạy lý thuyết của cái phần so sánh hơn và so sánh nhất rồi sau đó mới luyện tập của cái thi quá khứ đơn và thì cái phần so sánh hơn nhất đó để cung cấp cái lý thuyết kịp thời cho các bạn đó để làm giải các cái bài thi ở lớp. Ok, we have any idea? Có ai có ý kiến gì nữa không? Dạ có, em có. Ừ, mình nói em. Rồi là có này, Hoàng Tùng gửi bài đầu tiên nữa là mấy giờ có? Ừ, Hoàng Tùng gửi chứ mà nó mới nhớ được. Thì thử ra thì đã lại chứ. Ừ, chuyện giờ chủ nhật có. Đúng, hơn chuyện giờ chủ nhật. Đó, Hoàng Tùng nói rồi. Hơn chuyện giờ chủ nhật chứ. Em là cùng là chủ nhật. Ừ. Chứ mà thời gian rõ ràng là chị nhớ 4 phút. Rồi tốt. Chào em, sao em có? Chào em. Chào em. Rồi tốt. Được. Như vậy là bạn nào cũng chịu khó học tập như vậy tốt quá. Cố gắng lên. Mạnh cố gắng lên ở khóa 6 là đủ với các bạn. Rồi có ai có ý kiến gì nữa không? Ôi cái tớ dạy lúc là ơi em cho cô có nợ 64 là có duyệt đó chi. Có duyệt rồi, dư làm bọc cho đẹp để mà nợ là được. Vâng, yeah. Tôi nghe có vẻ vui ấy. Rồi, có ai có ý kiến gì nữa không? No. Về nhà chúng ta kiểm tra lại bảng điểm nhá, thì cô gửi luôn. Kiểm tra lại bảng điểm, có khiếu kiện nó đang đó thì chúng ta cứ bảo lên, cứ thẳng thắn bảo cho cô đây để cô ai mà chỉ cần nói có khiếu kiện là cô sẽ trực tiếp cộng điểm của bạn đó luôn. Được chưa? Nếu cộng mà đúng là cố lên nạt cái bạn khiếu kiện nó đến đặc khiếu kiện là làm cho chuẩn. Cộng cho chuẩn, nhớ cho chuẩn. Nhá. Chuẩn rồi mà vẫn cứ nói là mân mật cống cố không được. Ok. Time is up. Goodbye. See you again. Goodbye teacher and class. Have a good night. Đêm nay thì anh đẹp gái đẹp trai cả rồi. Về soi gương lại thêm lần nữa nhá. Thôi, xóa gì cô, xóa chi lại. Ok, goodbye. 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 Goodbye.